那个今天的金币品相买手冰，那个金币用过给买五超单买的，有不错 ECC 的，那个能它的冰质量，品相买不能手冰的，打叶的。ECG này, kết lọc này, và các phím chức năng khác tùy chọn là F1 với F5, phím điều hướng. Đây thì có hai cái bình cực cho bình cực sốc, trong này nó có cái tải lên chở 50 ohm. Đây là hai đầu ra máy tản nhịp. Cái này thì mình có thể tháo ra mình đắp thêm cái hệ thống tải bên ngoài, lắp đôi tiếp vào thôi. Nếu mà muốn sử dụng các cái em giải chuyên trở tải khác nhau, 25, 50, 75, 125, 150, 175, 200. Không có dùng thì tháo ra. Bật sáng đèn lên. Ok, bây giờ mình vào cái kiểm tra cái chức năng của máy xúc. Thì đây là một cái máy xúc tim của cái ông cô đen. Rồi mình sẽ vào cái kiểm tra năng lượng này. Đây, ở kiểm tra máy xúc thì có đây, kiểm tra năng lượng này, energy này. Đấy. Trong cái energy thì mình cũng có thể là thiết lập được cái dạng sóng. Energy này của pin. Đây là đang kiểm tra đồng bộ này. Bộ thì mình cũng thiết lập được cái sóng như thần tim hay là biên độ hay là nhịp bao nhiêu. Thời gian nạp chart time chỉ là nạp bao nhiêu thì cũng chưa thiết lập được sóng như thế. Tải tải khi mà mình sử dụng tải trong thì nó fix là 50 ohm. Đây mình để 50 ohm. Đây là mình chuyển năng lượng nhỉ. Ok. Đây, mình bật thằng này lên. Ví dụ mình chuyển năng lượng ở 10 joule này ạ. Đây mình áp hai cái bản cực nó vào. Khi mà áp hai bản cực này vào thì nó sẽ tự động đem được cái dàn sóng của mình. Khi mà mình đặt mình sắp quay lên, mình đang đặt duy tích thì ở cái dàn sóng mình nhân thì nó sẽ hiển thị lên màn hình. Đấy, khi mà mình muốn kiểm nó thì làm sao nhấn nạp. Đấy, nó lên 10 luôn, mình bấm đồng thời hai cái này. Đấy, nó sẽ đo ra được em 9,5 luôn. Chi tiết hơn thì mình có thể là bấm đi vào sâu hơn. Cái này là 2k năng lượng 9,5 luôn. Đấy, điện áp là bao nhiêu, dòng là bao nhiêu, vòng đỉnh bao nhiêu, T1, T2 và cái pha 1, pha 2 thời gian là bao nhiêu. Đó.
Phan trò đây là mình kiểm tra cái năng lượng đạt 10, chị chỉ nói. Ngày mình có thể đặt sang mức khác thì mình chuyển 50 50 jun chẳng hạn. Bấm ở đây thì có cái nút Wave Conversion, tức là nó sẽ chuyển đổi tất cả các nếu mà mình đặt là No Convert thì nó không chuyển, tức là nó chuyển những cái sóng bất thường về cái dòng sóng nhịp sang thường. Ví dụ mình chọn lên Convert chẳng hạn thì nó sẽ chuyển những cái dạng sóng bất thường về nhịp sang thường. Ví dụ mình hiện tại là có mình có cái bệnh nhân là đang rung thắt chẳng hạn, đi tiếp chẳng hạn. Ok, bệnh nhân có cái dạng sóng của đi tiếp nhé, mình làm này. Đấy, đấy, khi mình sốc pin thì nó sẽ trở về trạng thái về bình thường. Đây, ví dụ mình chọn sang Assist Tone. Đây là sóng phẳng, sóng của người suy tim. Mình để một cái dòng sóng. Đây, với một người có bệnh lý như trên thì mình thực hiện sốc với cái chức năng là conversion sang trạng thái là chết nạt rồi. Đấy, nó sẽ chuyển đổi sang cái dạng sóng phẳng này, sóng phẳng như kia. Đấy là mình kiểm tra được cái năng lượng của nó. Muốn kiểm tra đồng bộ, kiểm tra đồng bộ thì ở trên này mình cũng kiểm tra chức năng đồng bộ. Nó mới có thời gian đồng bộ này, 40 giây này. Và chi tiết hơn, nó năng lượng là 4817 này, thời gian đồng bộ là 40 giây này. Cũng đo ra các cái điện áp, dòng điện, thời gian pha 1, pha 2. Và cái chức năng của Wave Conversion này thì cũng tương tự như là bên Energy thôi. Mình có thể kiểm tra tiếp là cái thời gian nạp. Đấy, thời gian nạp thì có thể chọn một cái dạng sóng nữa. Thì mình cho bấm measure đến từ 5, 4, 3, 2, 1, 0 thì mình nhấn sạc và mình bấm luôn và chờ. Đấy, thì ra 3,4 giây là thời gian nạp. Đối với năng lượng là 50.
ví dụ mình cho lên 200 được rồi. Rồi 5, 4, 3, 2, 1, 5, chờ, ok, đó là 2,6 giây. Sau cái này thì mình cũng đo được năng lượng này, 198,7 này. Thời gian nạp này, tính điện áp, tính dòng điện T1, T2, đó. Và cái thiết bị này thì nó chỉ có sốc tim thôi, chức năng sốc tim thôi. Nên là mình chỉ làm được cái sốc tim thôi. Pacer này. Pacer thì những cái dòng máy khác thì nó sẽ khó, thì mình sẽ kiểm cũng tương tự như thế thôi. Thế mình chọn hãng. Chọn các hãng này. Pin cũng jack này, thì mình có thể sử dụng cái jack của Pacer này, hạ tải 50 ohm này, hoặc là mình sẽ cắm jack vào đây. Pacer là mình sẽ cắm jack vào đây của cái máy dưới kiểm, cắm vào đây. Còn khi mà mình chuyển sang input jack đi feed thì mình sẽ sử dụng hai cái cổng này. Mình sẽ tháo này ra. Mãi thì mình cũng chọn như thế. Bây giờ thì mình có thể chọn được cái này. Trăm này. Ở đây là 50 đến 1500 ohm. Cái ECG. ECG này nãy thì mô phỏng tín hiệu điện tim thôi. Đây nó có cái dạng sóng như thế trang thường này, và thực hiện sóng vuông, sóng tam giác, sóng sin, tùy theo mình theo tần số mình đặt thôi. 15.5, 40, 50, 60, 100, 150, tùy mình đặt thôi. Và các cái dạng sóng bệnh lý khác nữa. Ở trên máy này thì nó không có những cái điện cực ECG nên là mình không chuyển này. Đấy. Và phần setup thì có battery này, có kiểm tra pin này, hiển thị này, về âm thanh này, thông tin thiết bị này, dây chuẩn ECG là do dây 2 này, để chọn tải dung nó bao nhiêu này, chọn internal này là 50 này. Còn nếu mà chọn external là mình sẽ sử dụng cái này, dùng cái bộ này. Bây giờ mình chọn internal đi. Mình sẽ sử dụng mấy cái bộ tải ở ngoài này. Mình sẽ vào setup. Rồi, internal rồi. Ok. À, mình ví dụ mình để 100 ohm này, mình tăng 100, kiểm okay. Tra năng lượng như này, 270 joule này, okay. Mình cứ làm hệ sóng một núi cho nó. Camera
292. Em đi thử làm lần luôn. Tức là khi mà mình phải để cho cái năng lượng này nó phải đạt đến 270 joule thì mình mới bắt đầu phải làm luôn. Em mới phóng 270 rồi nên đang chờ mình phóng rồi. Phóng. Đấy. Ok. Đấy. Muốn giải thoát thì mình lại chuyển. Chuyển tải đây nha. Tương tự như thế với các cái cục khác. Ok. Và